Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Ban quản lý dự án ứng phó khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông về thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng ngừa ứng phó mọi hình thức phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới. Tham dự chương trình có khoảng 100 đại biểu là tuyên truyền viên, phụ nữ bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị bạo lực là thành viên của câu lạc bộ nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao hiểu biết cho phụ nữ, nam giới trẻ em về các vấn đề liên quan đến phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới, cung cấp các dịch vụ cải thiện để tìm kiếm sự hỗ trợ khi bị bạo lực. Qua đó, các tuyên truyền viên sẽ cùng nhau lan tỏa đến mọi người xung quanh về các biện pháp phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, cách thức xây dựng gia đình hạnh phúc. Cụ thể, các tuyên truyền viên đã được tiếp cận các thông tin chính như Thực trạng gia đình Việt Nam thời đại 4.0, kỹ năng quản lý căng thẳng trong phòng ngừa ứng phó với bạo lực, những tác động ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, trong đó nam giới có vai trò rất quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình. Nam giới cần chủ động chia sẻ công việc với vợ, trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Đây sẽ là một trong những chìa khóa vàng góp phần xây dựng một gia đình hạnh phúc và văn minh.